chào mừng bạn đã quay trở lại với hồng lê thị và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một cái uh, từ mà mình bắt gặp trong khoảng thời gian gần đây và mình thấy nó khá là hay ho cũng dùng rất là nhiều trong cuộc sống uh, và chúng mình sẽ cùng đến với cái từ ngày hôm nay đó là ha được từ này mình sẽ nhớ một cách đơn giản là nghĩa rằng là rất là khá là hoặc là hơn hẳn hơn nữa từ vựng này sẽ được dùng với hai kiểu là tính từ dạng đuôi na và thứ hai là dạng phó từ ở đây mình có lấy ba cái ví dụ trích dẫn từ trong từ điển đó là khi dùng với tính từ đôi na thì các bạn sẽ nắm được rằng là nó sẽ đi với lại động từ thì nó sẽ chuyển thành lý đúng không hoặc đi với danh từ thì nó sẽ là đi là tính từ đôi na cộng với danh từ để miêu tả về cái mức độ Uh, nhấn mạnh về cái mức độ của cái động từ hay là cái danh từ uh, hay là cái tính từ ở phía đằng sau thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ là gì đây là o haruka cả no mự là thể hiện cái khoảng cách rất là xa uh, là tôi ngắm núi Phú Sĩ ở một cái khoảng cách rất là xa Câu số 2 ở đây thì nó đi với danh từ thì là Mukashi, là một cái thời gian ngày xưa nó rất là xa xưa rồi, có là cái thời gian của mình nó nó đã khá là lâu rồi. À, thì cái từ này nó miêu tả về mức độ à, phụ thuộc vào cái danh từ, cái động từ và cái tính từ ở đằng sau, nó miêu tả về cái tính chất gì thì đằng trước cái từ haruka này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ, cái tính từ hoặc là cái động từ đấy thôi. Còn cái câu số 3 ở đây nó chính là haruka ni là nó rất là tốt đúng không ạ? tính từ của mình ở đây nó là tốt và hai cái tính từ ghép với nhau thì nó sẽ là hai được cả ní đúng không? Là rất là tốt cái gì đó, à, rất là xa xăm, rất là xa xưa hoặc là rất là xa, khoảng cách rất là xa. Còn nó dùng với cái dạng phó từ thì nó sẽ có hai cái uh, ở đây, uh, lấy ví dụ ở đây là hai được cả Kitano kuni là cái đất nước ở phía phía xa, phía phía bắc. Còn đây là ha được cả là cái khoảng thời gian rất là xa xưa rồi thì ý nghĩa của nó thì nó sẽ dùng với hai trường hợp là à, khoảng cách rất là xa hoặc là cái thời gian rất là xa giống như là cái nghĩa số 1 và nghĩa số 2 ở đây. Vậy là tự chung lại trong cái slide này mình sẽ nhớ cho mình một câu là từ này nó sẽ dùng với cả tính từ và phó từ được dùng với trường hợp là miêu tả cái mức độ nhấn mạnh cái mức độ của cái động từ hay cái danh từ hay là cái tính từ ở phía đằng sau và mình sẽ dịch nó là rất là khá là hơn hẳn hơn nữa thì trong cuốn sổ tay đọc dịch song ngữ mà mình xuất bản năm vừa rồi ấy, thì cũng có một cái bài nói về thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ thì có một cái câu trích dẫn nó cũng sử dụng cái từ haruka này à, cụ thể nó là trong cái câu mình để ở trên màn hình đây Chi <laughs> sana sasayaka na hai haruka ni ookina mono ni naru là những cái thất bại tí hon đúng không những cái thất bại tí hon à, đều sẽ trở thành một cái thứ gọi là gì ha được cả ní là rằng đây nó sẽ đi với cái tính từ ở phía đằng sau để miêu tả cái mức độ là rất là to lớn đúng không? hoặc là vô cùng to lớn uh, thì đều sẽ trở thành một cái thứ vô cùng to lớn nếu như mà bạn bạn tích lũy những cái điều nhỏ nhoi ấy uh, thì uh, cái nội dung của cái câu này thì nó gắn liền với một cái đoạn văn nên là các bạn nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể đón đọc cuốn sổ tay đọc dịch mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để các bạn đặt mua nhé. Thì Harukani ở đây nó chính là cái trường hợp sử dụng uh, miêu tả đi kèm với cái tính từ ở phía đằng sau để nhấn mạnh cái mức độ to lớn của nó, đúng không ạ? Mình có lại uh, lên cái trang Facebook của bạn uh, Tomato Tabata, uh, bạn này thì rất là giỏi tiếng Việt và sau khi mà bạn ấy đọc cái bài viết nói về cái nhận xét uh, về cái... À, tàu uh, cao tốc mà mới được khai trương ở Việt Nam ấy thì bạn ấy có viết một cái bài cảm tưởng uh, nói về cái bài báo đó và nói về cái cảm nhận của bạn ấy và cái cảm nhận đấy thì nó rất là đúng là bạn ấy ở Việt Nam và đi du lịch Việt Nam rất là nhiều và tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam rất là nhiều. Nên là cái 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 đoạn văn này thực sự là mình thấy rất là đúng với tâm lý của người Việt luôn. Và đây là cái uh, nội dung của cái bài báo đấy thì mình có để ở đây là Hà Nội Tetsuro no heikin zousa lichua 6.3% là cái tỷ lệ người lên tàu uh, bình quân của cái tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội là 6.3% từ ngày 22 đến ngày 24. À, thì khi đọc cái bài báo này thì bạn ấy cũng có viết cái nội dung ở dưới đây và cũng sử dụng cái từ ha được cạn hai lần liền trong một cái đoạn văn rất là ngắn. Thế nên là mình có thể à, chứng minh được rằng là cái từ này sử dụng rất là nhiều đúng không nào? Và mình sẽ cùng đến với cái đoạn văn mà bạn ấy viết nhé Thì đây là gì sai số ạ? À. 物珍しさで乗っただけ、バイク中心の生活は変わらず、渋滞解消は遥はるか先の話。ラジ là cái lúc đầu sai sổ hóa là lúc đầu thì là mọi người đa kệ đa kệ ở đây là mọi người chỉ vì đúng không chỉ chỉ có nô đù ở đây là lên tàu đấy lên tàu với một cái cái cái, cái sự tò mò và hiếu kỳ cái từ Mono Mezu ở đây là uh, sự tò mò hiếu kỳ uh, nhưng mà cái xe cắt sự cái bay cự chiu shinose cát ở đây là cái cuộc sống mà mình sẽ chủ yếu mình tập trung là mình sẽ di chuyển bằng 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 xe máy đúng không thì tuy nhiên cái cuộc sống với cái phương tiện chính là xe máy thì nó sẽ vẫn kawara dự là nó sẽ vẫn không thay đổi và cái jutai kaisho ở đây là cái việc mà giảm tắc uh, giảm ùn tắc đúng không hoặc là uh, giảm uh, tắc đường ấy thì vẫn là một cái câu chuyện sakino hanashi ở đây là một cái câu chuyện uh, trong tương lai, hoặc là một cái câu chuyện xa, hoặc là một cái câu chuyện phía trước đúng không? Thì Haruka ở đây nó sẽ đi với cái dạng à, phó tử đi với đằng sau, đây là danh từ đúng không? Là một cái câu chuyện khá là xa, để nhấn mạnh cái mức độ cho cái Saki no Hanashi đấy là mình sẽ dịch ở đây là gì? Là cái việc mà giảm un tắc uh, nhờ vào có cái tuyến đường sắt đó thì nó vẫn là một cái câu chuyện gọi là khá là xa vời. Karini <laughs> Rosenga 拡大しても街はバイク中心の交通になっているし、そもそもバイクの移動効率の方がはるかに良いので、ベトナム人がその欲を抑制して連鎖に乗る生活に変えるとは到底思えない。 là cho dù tế mộ đúng không tế mố ở đây là tế mố là cho dù là uh, cariní ở đây là giả sử là đúng không thì cái cả cái cariní và tế mố cả cái ca đi ní và tế mố này nó sẽ đi thành một cụm luôn là giả sử cho dù là có mở rộng cái tuyến đường đi chăng nữa thì là uh, cái đường phố của mình đúng không ạ cái đường phố của mình thì vẫn chủ yếu là cô xưa ở đây là xe máy thì vẫn chủ yếu là đi lại ở trên đường giao thông thì vẫn chủ yếu là đi lại bằng 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 xe máy hay còn gọi là thì trên đường phố đi xe máy vẫn là cái phương tiện chính Uh, và gì vốn dĩ thì làm sao vốn dĩ thì là cái hiệu suất di chuyển của xe máy thì nó cũng nó cũng lại rất là tốt thì ở đây hai được cả ní nó sẽ đi với cái tính từ ở đằng sau ở đây này nó sẽ là rất là tốt tốt hơn so với lại eh, với cái việc là đi bằng cái tuyến đường sắt trên cao đấy đúng không thì ở đây là nô no hô ở đây là so sánh so so hơn kém so sánh cái hiệu suất đi lại của xe máy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều uh, so với lại cái việc là đi bằng cái tuyến đường sắt trên cao đấy nên là uh, cái việc mà gì, betonamuzin cả cái việc mà người Việt mình sẽ phải dốc cự đây là uh, gọi là gì kìm hãm đúng không hoặc là khống chế đúng không khống chế hoặc là kìm hãm cái mong muốn hay là cái 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 dốc cự đấy cái dốc cự đây nó chính là cái việc là đi xe máy nó rất là nhanh và rất là tiện và cái tỷ lệ di chuyển của mình cái hiệu suất di chuyển của mình nó cũng rất là là rất là tốt thì là cái việc mà người Nhật sẽ kiềm chế cái 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 cái, cái suy nghĩ đấy đúng không kìm hãm cái mong muốn ấy để mà cai rụ đúng không để mà chuyển sang cái cái cuộc sống mà mình sẽ đi lên tàu điện để mà đi thì là tô tê ô môi này thì tôi nghĩ rằng là cái điều đấy nó vẫn còn rất là nó rất là xa nó gọi là chưa thể nào nghĩ tới được cái cái việc này thì cái từ tô tê ô môi này này cũng khá là hay tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ chỉ phân tích uh, chủ yếu trọng tâm vào hai cái từ là ha được cả và ha được cả ní này thôi và nó đều mang ý nghĩa là bổ sung ý nghĩa nhấn mạnh thêm cái mức độ cho cái cụm từ ở phía đằng sau mà mình sử dụng thì đây là cái cách mà mình nhớ cái cụm từ này và mình sẽ áp dụng nó vào trong thực tế nhé mình mong rằng là cái video ngày hôm nay sẽ tiếp tục lại giúp cho các bạn có thêm được nguồn cảm hứng để mà tiếp tục cuộc hành trình chinh phục tiếng Nhật từ những cái rất là nhỏ nhặt đời thường à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Zanee